chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Làm đi bố ơi. Bây giờ sẽ tiếp tục đi tô màu nhé. Anh em sáng nhé, làm để nhét đời. Đẹp rồi, cuối cùng dạy được không gắn không cuối năm. Cuối cùng khác không gắn được rồi. Ông bố bà bố như vậy thì mình mới định lại không gắn nè. Ông bố bà bố lại cho mấy triệu tiền tết rồi. Đúng rồi. Đã đi làm tóc rồi kìa. Đã đi làm tóc rồi đấy. Đã đi uốn rồi đấy. Như ai luôn. Giờ gặp khán giả tự tin hơn hẳn này. Có ai cũng cho khán giả cái mặt tuyệt luôn. Nhưng mà anh ấy hội hết hôm nay anh ấy rồi. Đây là 2/24 rồi. Cái mềm hay là hết mai rồi. Úi giời. Hít mẻ rồi à? Xí hít mẻ rồi à? Đây. Bên kia xí hít mẻ rồi. Sữa chưa hút đây. Mà anh em hút sữa nhé. Ba máy luôn, chết to rồi đấy. Mình thừa. Phường phường đến thôi. Bạn nha, 4 phút rồi. Ô chó lợn này làm chuẩn bị. Lắng rời quá. Ugh.
Bây giờ mình đã đi tô màu xong, các bạn thấy tô màu đẹp hay cho mình xin mình like cho kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.